Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mod một cái tụt. Nói chung mình cũng không biết mình phải gọi nó là tụt gì nữa. Nó kiểu như mod tạp vào status bar, nhưng ở đây mình thay đổi theo kiểu là nhấn chọn. Đây, như thế này. Đây. Đây là mình chỉ mới mod hai cái status bar thôi. Còn nếu các bạn có thể muốn mod thêm thì mod vào. Muốn mod cái này thì đầu tiên các bạn cần phải mod mod tab vào QR panel. Mình cũng đã có một video hướng dẫn các bạn mod 4 tập vượt vào QR panel ấy. Mà trước trước hết thì mình cũng xin nói là cái video này cần phải rót và cho bạn biết sử dụng APK tút và chỉnh sửa code dễ. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn sử dụng APK tút rồi. Ở đây đầu tiên các bạn vào và đã có cái system UI các bạn ra. Nếu các bạn nếu có bạn nào mà không biết Dacom và sắp nhập rồi thì các bạn xem video hướng dẫn sử dụng APK tool của mình. Vì ở đây làm mất, nếu mà mình làm thêm các việc đó thì mất nhiều thời gian, nên mình sẽ rút ngắn lại là mình đã Dacom sẵn ở đây. Đầu tiên các bạn tại cái tool này mình sẽ cho ở phía dưới phần mô tả. Đây. Cái tên tụt này là mình đặt về. Còn thực ra cái tụt này mình chỉ chế lại từ tụt on off 10 icon của anh Hoàng Kiến lại. Đầu tiên các bạn copy cả cái thư mục này qua. Copy theo đường dẫn. Đây. Ở đây red mình sẽ copy hai cái the ra qua và lay what. À, ở đây nếu như của các bạn thì nó sẽ không lên cái bảng thông báo này đâu, nhưng vì ở đây mình đã có mod một lần rồi nên nó sẽ lên cái thông báo này. Còn các bạn thì nếu mới mod lần đầu thì nó sẽ không lên đâu. Đi đây. Tiếp theo là crop smiley. Đây. Sao chép. Rồi sau đó các bạn mở cái video này đi. Nói chung video nào mình cũng đã nói mình không giỏi tiếng Anh thôi, nên đọc không được chuẩn lắm. Đây các bạn copy toàn bộ cái code ở trong cái phần quy ra này đây. Và ở bên APK tụt các bạn mở theo đường dẫn này, red light và tìm status bar. Ở đây máy mình là status bar, nhưng mà có một số máy của các bạn ví dụ như là mơ sim status bar hay là tw status bar, Gimme Start 3, MIUI Start 3 gì các bạn. Nếu mod Start 3 không được thì các bạn có thể tìm cả cái file liên quan tới Start 3 để các bạn mod nhé. Còn như vậy mình thì mod ở đây. Rồi mở cái file Start 3 lên thì các bạn tìm tìm cho mình cái cô ra đây. Các bạn tìm cho mình cô ra Start 3 content này đây, và dán toàn bộ cô gia vừa copy ở bên cái tụt qua đấy. Sau đó là các bạn copy toàn bộ cô gia ở trong status bar. Thì ở đây mà cái này tính ra nó cũng hơi bị khó ha.
ở đây mình làm theo tụt thì nó khỏe, tại start thứ ba mình đã mod theo tụt thì nó sẽ dễ hơn. Đây ở đây mình đang nói của mình nhé, hoặc là của ai mà đã mod theo tụt đấy thì lúc thường thì mình mod các cái mod về start thứ ba mình sẽ cắt nó ra như đây. Mình sau khi mình mod xong thì mình sẽ cắt nó một cái khoảng này để phân biệt là start là cái phần cối da của tụt và phần cối da của máy. Thì ở đây mình đã phân biệt ra thì mình sẽ copy từ trên dưới cái start thứ ba content nó xuống tới dòng 123 này là cối da của tụt. Đâu rồi, đây làm lại từ đầu nhé. Mình sẽ qua bên này copy toàn bộ cô gái này qua. Sao chép dán dưới cho ta tụt ba cái content này. Đây làm xong thì mình thường là sẽ mỗi khi mình dán cái gì mình sẽ cắt nó ra vài dòng để dễ phân biệt. Rồi tiếp theo là copy cái cô gái của tụt đây của mình là tới chừng này đây. Và dán vào cái dòng này đây, chỗ chỗ đặt cô gái chúng ta tự ba này. Đây là ở đây mình nói đang nói ở cái của mình, cái start thứ ba của mình nhé. Hoặc là nếu như các bạn nó không biết cô gái có của start thứ ba là tới chừng nào ấy thì các bạn copy cho mình hết đi. Các bạn copy đây. Đây, các bạn copy tên cái dòng linear layout cuối cùng nhé. Đây là dòng linear layout cuối cùng này. Đây thì các bạn có nói nếu nếu mà các bạn không biết cô giá start thứ ba mà các bạn đã mod lên tới chừng nào thì các bạn có thể có tới đây đây. Đây ví dụ mình quay lại này. Đây ví dụ mình làm lại từ đầu. Giờ mình dán cô da bên tụt qua dưới start thứ ba cái enter này. Đây mình làm lại từ bước này và mình lúc này mình không biết là cô da start thứ ba của mình là ngang chừng nào thì mình sẽ copy đây từ cái linear layout ở dưới start thứ ba cái enter đấy. Các bạn kéo hết copy. Này copy đến cái linear layout cuối cùng nhé. Mình thì không giỏi diễn đạt nên nói ra các bạn khó hiểu lắm. Đấy, như này nó kiểu như một tab start thứ ba vuốt đấy. Đấy còn các bạn nhấn save để lưu lại. Rồi tiếp theo là mở cái tab hệ giật hai này, các bạn copy toàn bộ. Sao cho em và ở bên APK tụt ít ấy, thì các bạn sẽ mở thì ở đây từ đến cái đoạn này mình nói này. Thì hồi nãy mình có nói là nếu muốn mod cái tụt này ấy, thì yêu cầu mấy các bạn đã mod cái một trong số các cái tụt mod tab ở QR panel. Đây thì như đây mình đã mod cái tab vuốt của mình thì mình sẽ cho nó vào vào tab mình đã mod. Không biết nói như thế này các bạn có hiểu không? Đấy và dán nó vào dưới dòng thứ ba, dưới dòng xem map chấm Android này.
đến trên cái linner layout cuối cùng đấy. Sau khi làm xong mình sẽ nhấn save và nhấn và quay lại APK để record. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn vào Recom. Sau khi Recom xong thì các bạn sẽ nhấn Sync và copy đổi tên vào chạy vào hệ thống nhé. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. À, và mình sẽ video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn để mod thêm icon sóng wifi và pin vào. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé.